chị đối diện thế nào với việc phải hoãn cưới vì Covid-19? Tiệc cưới ở thành phố Hồ Chí Minh của tôi dự kiến diễn ra vào 25 năm, nhưng phải hoãn lại vì tình hình dịch trở nên phức tạp. Cô dâu nào chắc cũng như tôi thôi, buồn và khóc hết nước mắt vì ngày vui mình chuẩn bị bao lâu nay không thể diễn ra. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng đó là việc nên làm và cần làm. Cứ để đến khi nào dịch ổn định thì tổ chức cũng chưa muộn. Khách khứa cũng sẽ dự tiệc trong tinh thần thoải mái nhất. Như vậy ngày vui của tôi sẽ trọn vẹn hơn. Trước khi hoãn tiệc, vợ chồng tôi đã có một lễ cưới giản dị theo nghi thức truyền thống tại quê nhà. Bố mẹ hai bên đều động viên tôi rằng, lễ gia tiên là quan trọng nhất thì may mắn đã xong còn tiệc cưới ở thành phố Hồ Chí Minh nếu hoãn lại vì lý do chính đáng thì chắc mọi người sẽ hiểu. Tôi phải đăng Facebook thông báo để cáo lỗi với bạn bè. May mắn là ai cũng thông cảm và chia sẻ với hoàn cảnh của tôi ảnh cưới của Hồ Bích Trâm, và ông xã hơn 7 tuổi. Đâu là lý do chị tuyệt nhiên không nhắc đến bạn trai trước khi làm đám cưới? Chồng tôi làm kinh doanh, không thích ồn ào và rất sợ lên báo chí nên suốt quãng thời gian hẹn hò, tôi giấu kín hình ảnh anh và không đề cập chuyện yêu đương trên mạng xã hội. Anh sợ nhất là khoe tình cảm rồi khi cãi nhau cũng mang lên Facebook. Anh từng nói với tôi rằng, người bình thường giận hờn Chia tay khoe ra thì không sao, nhưng người nổi tiếng thì ai cũng chú ý, bàn tán và anh không thích điều đó. Vì thế, chúng tôi thống nhất ngay từ đầu là không công khai. Tôi trước đây yêu ai người ta cũng biết nên lần này tôi không muốn như thế nữa. Tôi từng có ý định giấu đến cùng, kể cả đám cưới cũng không chia sẻ, nhưng sau lại nghĩ, hôn nhân là chuyện vui, được khán giả chúc phúc cũng là một niềm hạnh phúc và may mắn của mình. Trong thời gian chuẩn bị cho đám cưới, Tôi đã hiểu thế nào là cuộc sống riêng tư bị làm phiền khi nhất cử nhất động của mình đều bị các fan Tây theo dõi, đăng tải và giật tít câu view. Tôi phải nhắn cho từng trang xin đừng làm vậy với mình. Cuộc sống tân hôn của chị sau đám cưới ở Quảng Ngãi thế nào? Sau đám cưới ở Quảng Ngãi, hai đứa vẫn nhà ai nấy ở, chưa dọn về sống chung. Vì mỗi đứa đều có nhà riêng nên cần thời gian sắp xếp đồ đạc và cuộc sống. Không thể để chồng lủi thủi một mình mãi được nên tôi đang cố gắng hết sức để sớm chuyển sang nhà anh. Mấy hôm nay, tôi mệt lử vì dọn dẹp, sắp xếp bên nhà mình. Chúng tôi có kế hoạch làm đám cưới từ lâu, thậm chí còn định tổ chức từ năm ngoái nhưng vì Covid-19 nên cứ dời lịch mãi. Khi ba má coi được ngày đẹp, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị từ Tết nhưng đợt vừa rồi, dịch lại ập đến khiến tôi trở tay không kịp. Bên cạnh đó, một số hạng mục trang trí bên nhà chồng vẫn chưa hoàn thiện theo ý tôi nên chồng tôn trọng để đến bao giờ mọi thứ xong xuôi thì tôi dọn sang cũng được tôi thấy cuộc sống của mình bây giờ rất thoải mái chẳng khác gì yêu nhau chồng tôi rất dễ tính không đòi hỏi nhiều anh ấy chỉ cần khi rảnh rỗi tôi nấu ngày ba bữa cơm miễn là vợ nấu món nào anh ấy cũng thích anh ấy dễ nuôi lắm chị định hướng công việc thế nào khi trở thành gái có chồng chứng kiến tôi làm phim vất vả đi sớm về khuya anh ấy có lần nói tôi chuyển hẳn sang kinh doanh hạn chế đi phim lại cho đỡ cực khổ tuy nhiên anh vẫn tôn trọng ý muốn của tôi giờ đã lấy chồng tôi thấy mình phải thay đổi không dám nhận phim đi xa dài ngày đằng đẵng mà chỉ nhận những phim quay trong thành phố vợ chồng trẻ mà xa nhau nhiều quá thì khó tạo được sự gắn kết gần gũi và tổ ấm hạnh phúc tôi biết giai đoạn đầu của hôn nhân còn nhiều vất vả nên mình phải biết vuông vén. Vợ chồng Hồ Bích Trâm trong đám cưới ở Quảng Ngãi hôm 5 tháng 5. Ông xã nói gì về công việc của chị? Anh ấy từng e ngại vì nghề diễn viên của tôi, nhưng càng tìm hiểu, anh càng biết tôi làm công việc chính đáng, không bao giờ vướng phải lùng sùng tình cảm. Thấy tôi chăm chỉ, chịu khó, anh càng thương tôi hơn. Trong thời gian yêu nhau, có đôi lúc chúng tôi cãi nhau vì anh ấy ghen tuông nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu thôi về phía mình tôi luôn ý thức được việc tạo lòng tin cho bạn trai bằng cách đưa anh đi chơi chung hoặc gặp gỡ hết bạn bè đồng nghiệp của mình khi đi quay tôi cũng chắc anh ấy đi theo rồi giới thiệu với hết người này người kia ghen tuông là chuyện chẳng thể tránh khỏi với những đôi yêu nhau nhưng anh ấy được cái chịu nghe tôi giải thích anh ấy biết hết quá khứ của tôi nhưng rất hiểu và thông cảm giữa hai vợ chồng ai là người ghen nhiều hơn đó là tôi chồng tôi là người bình thường chẳng phải nghệ sĩ gì đâu nhưng nhiều lúc tôi cũng ghen lòng ghen lộn vì anh ấy quá hiền trong khi làm ở môi trường kinh doanh cứ cả nể khi nói chuyện với người này người kia và tôi không hiểu nên mới ghen có lần tôi còn ghen dữ dội đến mức cãi nhau to ông xã có điểm gì đặc biệt khiến chị yêu và kết hôn sau mối tình ai cũng biết với các đồng nghiệp sau những mối tình ấy tôi tự dặn lòng sẽ không bao giờ yêu người cùng nghề và điều đó có lẽ đã tạo cơ hội cho anh ấy cười chúng tôi gặp nhau trong một buổi ăn uống cùng một người bạn chung tôi lúc đó không có cảm tình thậm chí còn thấy khó chịu với sự lạnh lùng nghiêm túc thái quá của anh ấy trong khi ấy anh cũng không hứng thú với việc yêu đương một diễn viên thế nhưng sự vung vén hết lòng từ người bạn chung và những cuộc trò chuyện sau đó đã giúp chúng tôi hiểu nhau hơn phải mất gần một năm, tôi mới chính thức nhận lời làm bạn gái của anh ấy. Chồng tôi chẳng có gì ngoài hiền, cầu tiến và chịu khó làm ăn. Trong thời gian yêu nhau, tôi hay đưa bạn trai về quê chơi. Qua cách trò chuyện và ứng xử, tôi cảm nhận anh rất tôn trọng gia đình mình, nhất là các em và mẹ dù biết rằng đó là mẹ kế của tôi. Nhiều người không hiểu có thể sẽ thốt lên sao hoàn cảnh của tôi phức tạp, rắc rối quá còn anh ấy thì không, lúc nào cũng thương mẹ tôi vất vả, làm lũ. Hồ Bích Châm được biết đến với các phim Bánh mì ông màu, Vương miệng xương dòng, mẹ hổ dạy con dâu. Anh ấy quan tâm, chăm sóc chị thế nào trong thời gian bên nhau? Công việc bận rộn nên anh không thể đưa đón tôi mỗi ngày, nhưng rất quan tâm và suy nghĩ cho tôi. Khi yêu, tôi là người vô tâm còn anh thì ngược lại. Những lúc bận biệu và mãi mê làm việc quá, tôi còn quên cả bạn trai, ít khi hỏi thăm nhưng anh thì không. Đôi khi nghĩ lại, tôi vẫn tự trách bản thân vì điều đó. Có người đàn ông vẫn trải bên cạnh, tại sao chị vẫn tích cực bán hàng online? Tôi luôn tâm niệm dù lấy chồng giàu có thì mình cũng phải có công việc và ổn định về kinh tế vì phải như vậy, người ta mới tôn trọng mình. Nếu để chồng đi làm còn vợ chỉ ở nhà chơi thì không hay lắm. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, tôi đã vật lộn rất nhiều để có được thành quả như bây giờ. Bản thân tôi cũng thích làm việc, cảm thấy khó chịu nếu cứ ngồi không. Chồng thương tôi cũng vì tính chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến. Từ ngày quen nhau, tôi chỉ biết đi làm hoặc ở nhà bán hàng chứ không chơi bời, tụ tập gì. Tính chăm chỉ có lẽ đã ăn vào máu tôi rồi. Nguyên Anh